đá nữa
Đây. Chạy theo hướng cầu là chuẩn bị qua đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khánh nè. Rồi mở tay đi, đây đây tung không đều đúng không? Không có nhạy gì, không luôn quá chứ nó thành cái ai là hoài là có tên đây nè.
Dáng là thua xứng đáng mà quýt dở quá, cả đội quýt dở quá mà. Đây vô. Vào bên hai ba rồi chơi luôn. Vô, vào bên luôn. Chạy xuống nha, chạy cho mày lên đó nha.
thôi. Anh biếu à, anh tối kỳ quá.